Kính chào quý vị khán giả. Thùy Linh rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Nghệ An Đất Học của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong thời gian qua, những người làm chương trình luôn nhận được nhiều lời động viên và những phản hồi tích cực của khán thính giả với các câu chuyện được phản ánh, những tấm gương xuất hiện trong chương trình. Đây là lời động viên quý giá để chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị những vấn đề giáo dục hấp dẫn, những bông hoa học đường tiêu biểu trong vườn hoa hiểu học đang khoe sắc. Còn bây giờ là những nội dung chính trong chương trình hôm nay. Nghệ An sẽ đầu tư gần 300 tỷ đồng để nâng cao năng lực tin học cho học sinh. Chủ động tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động cộng đồng là cách mà các học sinh chọn để trang bị thêm kỹ năng mềm, từng bước hoàn thiện bản thân, trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai. Vượt qua hoàn cảnh khó khăn của gia đình, sự bất tiện của bản thân, Lô Thị Quyên trở thành học sinh tiêu biểu của trường Trung học phổ thông Quy Hợp 1 với thành tích học tập tốt và sự năng nổ với các hoạt động đoàn hội. Tám giờ sáng ngày 17 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Thí sinh cả nước có thể xem điểm thi của mình tại cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trang thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố nơi thí sinh đăng ký dự thi. Sau khi xem điểm thi, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo bài thi từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 7. Chậm nhất ngày 23 tháng 7, các trường trung học phổ thông cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, in và gửi giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh. Trước đó một ngày, vào ngày 16 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng đã chính thức công bố điểm trúng tuyển đợt 1 vào lớp 10 các trường công lập trên địa bàn. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của dư luận. Điểm mới của dự thảo là điều chỉnh bổ sung các quyền lợi cho những giáo viên phổ thông, dự bị đại học, trong đó có vấn đề giảm định mức tiết dạy của giáo viên, phù hợp với các quy định của luật khác. Có hai nội dung mới khác cũng rất đáng chú ý là quy định giáo viên không kiêm nhiệm quá hai nhiệm vụ và quy định cụ thể thời gian làm thêm giờ của giáo viên các cấp ở bậc phổ thông. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1521 về phê duyệt đề án nâng cao năng lực tin học cho học sinh phổ thông tỉnh Nghệ An theo định hướng chuẩn quốc tế giai đoạn 2024-2030. Theo đó, Nghệ An sẽ đầu tư gần 300 tỷ đồng cho đề án này. Mục tiêu là để nâng cao chất lượng dạy và học tin học trong nhà trường phổ thông ở từng cấp học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, trang bị cho học sinh kỹ năng sử dụng máy vi tính theo định hướng chuẩn quốc tế trong tương lai. Mới đây, 52 học sinh mồ côi là con cán bộ nhà giáo, người lao động vượt khó học giỏi đã có mặt tại lễ tuyên dương học sinh có hoàn cảnh mồ côi vượt khó học giỏi được tổ chức tại thành phố Vinh. Đây là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã vượt lên số phận, nỗ lực rèn luyện và đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Dịp này, mỗi học sinh được tuyên dương được tặng một suất quà trị giá 500.000 đồng, một bộ sách giáo khoa và 2 ngày trải nghiệm nghỉ dưỡng tại thị xã biển Cửa Lò. Quý vị và các bạn thân mến, trong xã hội hiện đại ngày nay, nếu chỉ tiếp thu kiến thức từ sách vở và bảng đen sẽ là không đủ cho những học sinh năng động. Để khắc phục điều này, nhiều bạn trẻ tại Nghệ An đã linh hoạt trang bị những kỹ năng khác thông qua các hoạt động xã hội, hoạt động cộng đồng. Đó cũng là cách để các em học cách hoàn thiện bản thân, bước qua khỏi vùng an toàn, trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai. Chào các chú, cháu là Bảo Linh, hiện tại cháu là chủ nhiệm của câu lạc bộ Phố Yếu. Câu lạc bộ thiện nguyện thì Phố Yếu là thuộc hội chữ thập đỏ bảo trợ và đấy là hồ sơ tài trợ của dự án hè của bọn cháu. Và ở trong dự án lần này thì là Summer Campaign là một dự án thường niên mùa hè của câu lạc bộ cháu. Lời thuyết trình đầy tự tin này là của các bạn học sinh vừa hoàn thành lớp 11. Mạnh dạn ngồi trước mặt các chú, các anh là giám đốc doanh nghiệp để trình bày và kêu gọi tài trợ cho dự án của câu lạc bộ. Các bạn trẻ này đã phải đưa ra một bản kế hoạch chi tiết và có tính thuyết phục. Thiện nguyện thi truyền thống ngoài ra ngoài bên những cái lợi ích mà ta nói thì đương nhiên là cả chú cũng đã hưởng đến cái tính thân thiện nguyện rồi. Nên là bọn cháu rất là vinh dự và rất là vui khi mà ta có thể được hợp tác cùng nhau ạ. Thật sự là ngạc nhiên với cái tầm tuổi học sinh lớp 11 mà tôi thấy là thứ nhất là khả năng thuyết trình, thứ hai nữa là các bạn đã lên được những cái ý tưởng nó cực kỳ hay, và thứ ba nữa là
các bạn cân đối được cái vấn đề về tài chính. Trước khi mà bọn em có một cái hồ sơ tài trợ hoàn thiện thì bọn em đã họp rất là nhiều lần về vấn đề đó, bọn em sẽ làm ráng để dự trù kinh phí một cách sát nhất, rồi bọn em sẽ chi tiền vào những cái mối và những cái chi bọn em có thể vận dụng được. Ngoài ra thì bọn em cũng sẽ cần truyền thống giúp đỡ bọn em về cái hồ sơ tài trợ, thì bọn em cũng sẽ dùng những cái bàn kỹ thuật để mà có thể test, tức là thiết kế hồ sơ tài trợ một cách ráng nó có thể bắt mắt nhất. Đi kêu gọi tài trợ chỉ là một trong rất nhiều khâu của quá trình triển khai dự án, bắt đầu từ lên ý tưởng, lập kế hoạch hoạt động, dự trù tài chính đến cách thức triển khai. Tất cả đều được họp bàn rất chi tiết, và phần việc thuộc sở trường của ban nào thì ban đó phải chịu trách nhiệm. Ví dụ như lên bài, quảng bá chương trình do ban marketing thực hiện, thiết kế market, làm đồ họa do ban kỹ thuật phụ trách. Nếu cần thêm sự hỗ trợ, nhân sự sẽ được thông báo và chủ động tuyển người. Sự phân công này không chỉ giúp cho các phần việc được triển khai nhanh chóng, mà còn giúp quy tụ các bạn học sinh có cùng sở thích, đam mê về chung một đội. Bản thân em là một người mạnh về mảng kỹ thuật. Em thích thường thường là thiết kế đồ họa, nên là em mới tham gia kỹ thuật và trở thành trưởng ban kỹ thuật của câu lạc bộ Phố Dố. Mỗi ban thì sẽ có một cái lĩnh vực và thế mạnh riêng, thì bản thân bọn em sẽ tách ra nhiều bán để từ từ hợp lại để trở thành một cái tổ hợp trở nên vững mạnh nhất. Hiện nay trên địa bàn thành phố Vinh có hàng chục câu lạc bộ liên trường đang hoạt động. Tùy vào sở thích và sở trường, các bạn có thể là thành viên của câu lạc bộ thiền nguyện, cờ vua, thanh nhạc hay mò đồ. Tuy nhiên, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, thì việc được tham gia trong một cộng đồng có tổ chức cũng khiến cho các em có thể phát triển bản thân, thêm trải nghiệm, có trách nhiệm và từng bước trưởng thành. Sau những cái hoạt động mà em đã tham gia thì em đã học được cách sắp xếp thời gian, cách các bạn làm việc và cách các bạn chuẩn bị đồ các thứ để tổ chức cho một cái hoạt động buổi thiện nguyện được suôn sẻ. Mẹ thì rất là ủng hộ các cháu trong cái hoạt động này, bởi vì là các cháu đã từ rèn luyện về mặt đạo đức, đặc biệt là kỹ năng sống, phát huy được rất là nhiều về cái bản thân cá nhân của các bạn. Từ đó thì các bạn có sự sáng tạo ở trong công việc cũng như không trong hoạt động. Không chỉ với học sinh trung học phổ thông, mong muốn con em mình bước qua vùng an toàn, tham gia hoạt động ngoại khóa để tăng thêm kỹ năng mềm cũng là xu hướng giáo dục mà nhiều ông bố bà mẹ ngày nay đang hướng tới. Vì vậy, những trại hè như thế này luôn là nơi lý tưởng để các em kết nối cá nhân, tham gia thử thách và học cách làm việc nhóm. Hoạt động mà em thích nhất trong chuyến đi này đó chính là được đi tham quan các những trường đại học, học top đầu của Singapore, bởi vì nó đã cho em tiếp cận và giao lưu với các du học sinh đến từ nhiều nước khác nhiều hơn ạ. Em ấn tượng nhất đó là học cách giao thương kinh doanh, bọn em được đóng vai các nước để có thể giao thương với các những nước khác, giao thương hàng hóa với những nước khác. Với mỗi học sinh, việc tiếp thu kiến thức ở trường là vô cùng quan trọng, nhưng có thêm những trải nghiệm qua các hoạt động ngoại khóa cũng cần thiết không kém. Nó không chỉ khiến cho tuổi học trò của các em có thêm nhiều kỷ niệm, mà còn giúp các em trang bị thêm những kỹ năng cần thiết như xử lý tình huống, kỹ năng giao tiếp, khả năng tự lập và khả năng giải quyết vấn đề. Đây là nền tảng hỗ trợ các bạn kết nối thế giới trong thời đại liên tục thay đổi để thích nghi và định vị bản thân trong tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, tại trường Trung học Phổ thông Quy Hợp 1, Lô Thị Quyên được biết tới là một học sinh đặc biệt, bị liệt một chân từ năm học lớp 1, mồ côi cha năm lên lớp 9. Hoàn cảnh gia đình cũng không mấy khá giả. Nhưng vượt lên những khó khăn đó, em vẫn xuất sắc giành được những thành tích cao trong học tập, rèn luyện. Quyên cũng là tấm gương về sự nỗ lực vượt lên hoàn cảnh để làm chủ số phận. Em là bông hoa học đường mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị ngày hôm nay. Dáng đi khó khăn với một chiếc chân xả. Đây là hình ảnh quen thuộc của Quyên từ hơn 10 năm nay. Sớm ý thức được sự thiệt thòi của bản thân, Quyên tự nhủ sẽ luôn cố gắng để chân là khiếm khuyết duy nhất mà mình có.
Vì vậy mà hơn 10 năm ngồi trên ghế nhà trường, năm nào em cũng là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc của trường, của lớp. Ngoài ra, em còn là chủ nhiệm câu lạc bộ sách, là thanh niên năng nổ trong các hoạt động đoàn hội, là đoàn viên ưu tú, được học cảm tình đảng sớm. Và xuất sắc giành chứng chỉ tin học quốc tế khi còn là học sinh lớp 11. Chào Quyên, khi nhắc đến em thì cái từ mà được thầy cô và bạn bè nói tới nhiều nhất đó là nỗ lực để vượt lên hoàn cảnh, nỗ lực mỗi ngày để có thể tốt hơn mình của ngày hôm qua. Vậy thì cái điều gì khiến em có thể kiên trì đến như thế? Gia đình em gặp nhiều khó khăn, thì bố em mất sớm và em thì đi lại không được tốt lắm vì là em bị một cái bệnh ở chân. Dạ, và vì là gặp nhiều khó khăn đó cho nên là em tự ý thức được rằng là mình phải cố gắng hơn mọi người. Em muốn vượt lên cái hoàn cảnh của mình, em chỉ muốn là được sống và học tập như là người bình thường. Và mình phải cố gắng nỗ lực để mà đạt được nhiều thành tích hơn trong học tập và trong các hoạt động để có được cái kiến thức cho mình và hoàn thiện được bản thân. Chị được biết là cái việc đi lại của em khá là khó khăn. Tuy nhiên em rất là thích được tham gia các cái hoạt động xã hội nữa. Vậy thì với cái việc đi lại khó khăn như thế có cản bước em khi tham gia các cái hoạt động cộng đồng hay không? Trong quá trình tham gia các hoạt động thì việc đi lại thì nó cũng cản bước em, nhưng mà đó không phải là điều gì quá khó khăn để mà mình có thể mà tạm ngưng các hoạt động đó và mình không thể tham gia được. Em tham gia hoạt động trong câu lạc bộ sách, câu lạc bộ tình nguyện và câu lạc bộ tiếng Anh. Vì đó em muốn tham gia các câu hoạt động đó tại vì là em cảm thấy là những hoạt động đó đều là những hoạt động có mang lại cái tính tích cực cho địa phương, cho môi trường và cho xã hội. Và thông qua các hoạt động đó thì mình cũng rút ra được nhiều bài học, nhiều thông điệp và mình có thêm kiến thức cho mình trong các cái lĩnh vực chuyên môn đó. Em có thể chia sẻ cho chị cũng như quý vị khán thính giả được biết cái mục tiêu trong cái năm học lớp 12 của em cũng như là cái mục tiêu dài hơi của em. Mục tiêu ngắn hạn của em là em tiếp tục đạt được học sinh xuất sắc trong cuối năm cấp 3 và đạt được thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp 4. Sẽ đầu được đại học và mình học mẫu. Cảm ơn Quyên với cái buổi chia sẻ ngày hôm nay và chúc cho những dự định, những cái ước mơ của em trong tương lai sẽ trở thành hiện thực. Cuộc trò chuyện với em Lô Thị Quyên, học sinh trường Trung học Phổ thông Quy Hợp 1 đã kết thúc chương trình Nghệ An Đất Học ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.